Cái tốt các virus tức là mình hay gọi tắt là HPV và hepatitis B virus. Chúng ta thấy là trong nó tồn tại những cái dạng hoàn cầu như thế này, chúng ta hay gọi là virion. Thì cái virion đó là chúng ta thấy phóng to ra thì chúng ta có thấy những cái dấu ấn như thế này. Bên ngoài là những cái là cái bộ mặt đó gọi là protein bề mặt. Chúng ta muốn biết virus có nhiễm trong nó hay không thì chúng ta phải làm PCR gen. Và trong nữa chúng ta sẽ thấy đến cái protein form, cái loại của nó gọi là form protein. Chúng ta có thêm một cái kháng nguyên nữa là E, chúng ta gọi là HBE đó, AGN đó. Và như vậy chúng ta có 3 kháng nguyên, đúng là chúng ta có 3 kháng thể cộng thêm cái bộ chất thể DNA đây. Nhưng mà thực tế là chúng ta thường nghe chỉ có 5 HBE thôi. Đó là lý do cái kháng nguyên C này nó không có tồn tại trong máu và nó chỉ tồn tại trong tế bào gan mà thôi. Chúng ta thêm một khái niệm nữa, chúng ta ôn lại thôi, đó là cái đột biến lõi và tiền lõi. Virus B nó có hai loại đấy chị, mình phải xác định trước khi điều trị là bệnh nhân này là nhiễm virus B thể wild type chưa đột biến hay là thể đột biến. Cái này là cơ chế thôi. Và mấy chị nhớ là trên bệnh nhân chúng ta gọi là nhiễm HBV thể đột, tức là E âm, đó là HBeAg nó âm, nhưng HBeNa dương ha. Còn nếu HBe âm và HBeNa âm luôn á thì lúc đó mình chỉ nói là bệnh nhân không nhiễm cái virus nó đang giai đoạn là để đào mũ á, giai đoạn mà nó chưa nhân lên thôi. Để chúng mình sống mình ôn lại chút xíu để đọc cái video. Khi video xâm nhập vào tế bào gan nó sẽ cởi bỏ cái lớp áo bên ngoài, đó là cái kháng nguyên S bề mặt. Và sau đó nó tiếp tục xâm nhập vào trong nhân tế bào gan và cởi bỏ cái lớp áo thứ hai, đó là cái lõi của tiền lõi. Chỉ còn lại cái DNA. Cái DNA này nó cộng xoắn lại thành cái cccDNA. Cái này nó rất bền vững trong nhân tế bào gan và mình thấy chưa có một thuốc nào có thể loại trừ được cccDNA. Và cái nồng độ cccDNA này nó cần tương ứng với cái nồng độ của HBsAg chúng ta tìm được trong máu. Chúng ta ôn lại một số thuật ngữ trước khi vô điều trị. Cái từ viêm gan B mãn, viêm gan B mãn, chúng ta có ba cái kỹ thuật. Thứ nhất là viêm, thứ hai B và mãn. Thứ nhất là mãn, B mãn có nghĩa là HBsAg phải trung tính trên 6 tháng. Đối với những trường hợp chúng ta bệnh nhân đến với chúng ta mà chúng ta không biết về tiền căn thì có thể là chúng ta dựa vào cái IgG ăn đi HBC nhỏ, nhưng đó chỉ là cái gợi ý thôi. Cái công tác chính để chẩn đoán mãn tính, B mãn tính là phải 6 tháng. Tất cả bệnh lý gan từ 6 tháng trở lên phải là mãn tính. Thứ hai, chúng ta nói B là nồng độ HBeNa phải trên 20.000 đơn vị. Đối với O dương tức là thể wild type trên 2.000 đơn vị. Đối với O âm chúng ta có cái từ viêm, viêm biểu hiện là một trong hai cái này, hoặc là men gan có tăng, hoặc là sinh tiết có điểm hoạt động trung bình từ A2 trở lên. Chúng ta có A0, A1, A2 và A3 từ A2 trở lên. Cho dù men gan bình thường, bệnh nhân này đừng có tình trạng viêm gan. Chúng ta có cái thuật ngữ người mang HBsAg không hoạt động là khi HBsAg có trên 6 tháng thì đây là mãn tính, nồng độ dưới 2.000 IU/ml, men gan bình thường và sinh tiết gan. Chúng ta thấy là điểm hoạt động từ 0 khi nào gọi là viêm gan B đã hồi phục, tức là bệnh nhân này đã có tiền sử viêm gan B cấp mãn rồi, hoặc có HBC dương, có thể có kháng thể HBs luôn, ha, HBs đây âm tính, men gan hoàn toàn bình thường. Tái hoạt động, cái này chúng ta sợ là tái hoạt động trên bệnh nhân đã hồi phục có nghĩa là HBs AD đã âm rồi, nhưng mà khi chúng ta thấy HBs AD âm rồi, chúng ta nghĩ là bệnh này sẽ mãi mãi không bao giờ viêm gan B trở lại, nhưng không phải. Cái cccDNA nó vẫn tồn tại trong nhân tế bào gan thì khi nó có điều kiện thì nó sẽ tái hoạt trở lại nha. Nó vẫn có thể xuất hiện trở lại trên bệnh nhân ung thư, trên bệnh nhân bình thường khác. Hoặc là những bệnh nhân đã mang HBsAg nhưng giai đoạn không hoạt động, bây giờ nó hoạt động trở lại. Gọi là lần kịch phát cấp khi men gan trên 5 lần giới hạn trên bình thường hay trên 2 lần giới hạn cơ bản. Nếu chị nhớ cái men gan bây giờ cái guideline của cái ACG á, năm 2017 á, cái men nó rút lại rồi nha. Cái men gan của phụ nữ á, tối đa nó chỉ cho phép 22 thôi, và đàn ông tối đa là 23 thôi, là của Mỹ đó, là thống nhất luôn rồi đó. Và cái men gan chỉ cần trên 5 lần giới hạn nên bình thường coi như là lần kịch phát cấp. Đây là những diễn tướng tự nhiên chúng ta cũng biết hết rồi, gồm 4 giai đoạn. Ở một người em bé mới sinh ra từ mẹ bị CCP, giai đoạn chúng ta miễn dịch, giai đoạn thải trừ miễn dịch, giai đoạn không hoạt động và giai đoạn tái hoạt. Thì chúng ta chỉ điều trị ở hai giai đoạn thôi, đó là giai đoạn thải trừ miễn dịch và giai đoạn tái hoạt. Giai đoạn thải trừ miễn dịch hay còn gọi là giai đoạn gọi là viêm gan B O dương, và tái hoạt là viêm gan B O âm. Đây là có những cái tiêu chuẩn hết rồi anh chị ha, có những cái tiêu chuẩn. Bây giờ chúng ta có phần chính là về điều trị viêm gan virus B. Hiện nay chúng ta có 4 cái guideline của ASOL, EASOL, AMAZON và của cái
trên thế giới, ASL là của Mỹ năm 2015, nhưng Publish năm 2016, ASL mới nhất năm 2017. Amazon là của châu Á, chúng ta có năm 2015, nhưng bắt đầu Publish, tức là xuất bản là năm 2016, và cũng trên thế giới là năm 2015. Đầu tiên chúng ta trả lời câu hỏi tại sao bệnh nhân bị suy dinh phải điều trị. Bệnh nhân bị suy dinh phải điều trị là vì sao? Vì nó có thể đưa đến sơ gan. Vì nó có thể đưa đến ung thư gan, cho dù bệnh nhân này là ở giai đoạn chúng nằm miễn dịch, ở giai đoạn không hoạt động, tức là bệnh nhân cái giai đoạn chúng ta không trị hết vẫn có thể đưa đến ung thư gan. Và chúng ta thấy đây là cái diễn biến của nó có thể đưa đến sơ và ung thư với cái tỷ lệ như thế này. Như vậy chắc chắn là chúng ta phải trị rồi, vì cái mục tiêu của chúng ta là gì? Là cải thiện khả năng sống còn, chất lượng cuộc sống bằng cách ngăn ngừa tiến triển bệnh và phát triển HCC. Một mục tiêu khác chỉ mới xuất hiện năm 2017 đó là gì? Ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con, ngăn ngừa sự tái lập virus và ngăn ngừa điều trị biểu hiện ngoài gan liên quan đến virus B. Đây là một cái mục tiêu mới năm 2017. Và của châu Á chúng ta năm 2015 nó có một cái mục tiêu cũng khá tương tự, đó là điều trị viêm gan nhiễm siêu B để cải thiện chất lượng sống, cải thiện khả năng sống còn, ngăn ngừa lây truyền, ngăn ngừa diễn biến đến sơ gan, mất bù của gan, giai đoạn cuối của gan, ung thư, tử vong và lây truyền sang con ha, lây truyền từ người này sang người khác. Ở cái nhóm mà ơ dương và ơ âm nó có hai cái mục tiêu khá là khác nhau. Đối với ơ dương, chúng ta cố gắng điều trị để tiến triển sang ơ âm và chúng ta có kháng thể anti HPV. HPV-DNA dưới những phát hiện kéo dài gan gan bình thường. Ở nhóm ơ âm thì chúng ta không còn mục tiêu của chuyển đổi huyết thanh HPE nữa, mà là ức chế HPE và gan gan bình thường. Và lẽ đương nhiên là chúng ta mong muốn bệnh nhân này mất HPE sang về cả hai nhóm. Vậy khi nào chúng ta trị, không phải tất cả bệnh nhân nhiễm suy B mới là điều trị hết. Khi nào chúng ta trị thì dựa vào guideline của Mỹ, của châu Âu, của châu Á, Thái Bình Dương, mới chỉ thấy cái này biết hết rồi. Nó phụ thuộc vào HPE, nó phụ thuộc vào ngưỡng HPE, phụ thuộc vào men gan, ha, phụ thuộc vào men gan. Ví dụ ở châu Á với ở Mỹ chúng ta thấy rằng là cái men có thể từ 2 lần giới hạn phê bình thường, ha, cái nồng độ trên 20.000 đối với ơ dương và trên 2.000 đối với ơ âm. Nhưng châu Âu chỉ cần trên 2.000 và men gan trên 2 lần, lớn hơn bình thường thôi. Và mấy chị nhớ thêm cái S, cái này cực kỳ quan trọng, vì bệnh nhân có thể đến với chúng ta men gan hoàn toàn bình thường, mấy chị bắt buộc phải đánh giá sơ hóa gan. Đánh giá hóa sơ gan bằng phương pháp đơn giản nhất là FibroScan. Nếu từ F2 trở lên, mấy chị điều trị bất chấp men gan bao nhiêu hết. Và cái ngưỡng giới hạn trên bình thường của men gan được áp dụng cho cả 3 guideline, nam là 30 và nữ chỉ có 19 đó chị nha. Dùng nữ 19 như vậy, nữ từ 38 đơn vị trở lên là tăng gấp 2 lần rồi đó nha. Nhiều lúc mình cứ thấy 40 là những cái ngưỡng của phòng xét nghiệm cho là không có đúng đâu. Như vậy rõ ràng tất cả chỉ định nó đều dựa vào ngưỡng HPV-2, dựa vào men, dựa vào mức độ nặng của bệnh gan, tức là sơ hóa gan và HPE. Mấy chị xem cái Amazon năm 2015 thì họ nói rằng đây là một cái chỉ định mới để ý, mà chúng ta đôi khi chúng ta không để ý. Đó là bệnh nhân nhiễm mãn e dương, men gan bình thường, kéo dài lúc nào cũng bình thường hết, nhưng HPV-DNA cao, tức là trên 20.000 đơn vị trên ml trên 30 tuổi là điều trị bất chấp F bao nhiêu điều trị hết. Như vậy trên lâm sàng chúng chỉ thấy một bệnh nhân dưới 30 tuổi thì không sao, nhưng bắt đầu từ 30 tuổi e dương có nồng độ virus là 20.000, men gan hoàn toàn bình thường, sơ hóa hoàn toàn chỉ là F0 F1, vẫn phải điều trị. Nó khác với quan điểm cũ của chúng ta là men gan phải trên 2 lần hoặc sơ hóa phải từ F2 trở lên. Như vậy rõ ràng cái chỉ định điều trị của chúng ta nó mở rộng hơn rất là nhiều, đó là họ sợ nguy cơ ung thư với mấy chị. Đó là guideline từ năm 2015 rồi. Mấy chị nhớ là guideline của Việt Nam chúng ta chưa cập nhật, và sắp tới chúng tôi sẽ họp cùng với Bộ Y tế để cập nhật lại cái guideline điều trị viêm gan B, để khi chúng ta điều trị sớm cho bệnh nhân như thế này thì chúng ta đỡ phải bị cái vấn đề ở y tế. Đây là guideline của châu Âu năm 2017, cũng như châu Âu guideline của châu Á Thái Bình Dương năm 2016. Thêm một cái hướng dẫn nữa là bệnh nhân ơ dương hoặc ơ âm có tiền căn gia đình là ung thư tế bào gan hoặc sơ gan có biểu hiện ngoài gan thì điều trị. À, cho dù nếu cái chỉ định của chúng ta không đủ, tức là nồng độ virus không đủ hoặc men gan không đủ hoặc sơ hóa không đạt, nhưng bệnh nhân này có tiền căn gia đình ung thư hoặc sơ gan và có thêm một biểu hiện ngoài gan thôi là chúng ta cho phép điều trị. Biểu hiện ngoài gan khá là thường gặp với chị về huyết học, đó là hiện tượng thiếu máu, hiện tượng giảm tiểu cầu. Về da, đó là hiện tượng viêm da, viêm bạch máu hoại tử ở da. Cái thường gặp nữa các chị thấy đó là bệnh nhân có biểu hiện thận, hội chứng thận hư hoặc viêm đi cầu thận. Những bệnh nhân này điều trị sớm thì bất chấp men, bất chấp ngưỡng là bao nhiêu hết, nếu tiền căn có yếu tố gia đình.
Okay. Đổi tiếp một cái mà chúng ta nghĩ là nó không liên quan gì đến viêm gan virus B, nó là đái tháo đường. Đái tháo đường đó là một trong những biểu hiện ngoài da của nhiễm HPV đó mấy chị, mình để ý chút xíu ha. Và bệnh máu, chúng ta thấy đây là những cái biểu hiện ngoài da, chúng ta để ý chút xíu. Hai cái thường gặp nhất đó là thận và đổi tiếp là đái tháo đường và tiểu cầu, giảm tiểu cầu nhưng chưa quá có sơ gan mấy chị ha. Ở Tổ chức Y tế Thế giới năm 2015 thì họ không có dựa vào ba cái chúng ta nói đâu, không dựa vào men, không dựa vào sơ hóa, không dựa vào đồng bộ HPV nha, không dựa vào HPV gì hết, mà cái đầu tiên chúng ta tiếp cận bệnh nhân là xem bệnh nhân này đã có sơ gan hay chưa. Sơ gan còn bất bù thì dễ, sơ gan còn bù chẩn đoán cực kỳ khó khăn vì hầu như xét nghiệm bình thường hết và lâm sàng hoàn toàn không có triệu chứng. Đối với những bệnh nhân mà không có sơ gan thì lúc đó mấy chị phải quan tâm đến tuổi. Mấy chị nhớ tất cả guideline đã kéo cái tuổi điều trị xuống từ 45 đến 30. Lúc đó năm 2012 chúng ta thấy là các chỉ định điều trị nó liên quan đến vấn đề tuổi trên 45 và đánh giá sơ hóa, bây giờ kéo xuống hết là 30 tuổi hết. Những bệnh nhân mà chúng ta thấy không sơ gan nhưng trên 30 tuổi men gan bất thường mà đồng độ cao thì điều trị bất chấp HPV. Đây là hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, các chị thấy rằng cái tiếp cận đầu tiên của bệnh nhân cực kỳ quan trọng, đó là xem có sơ gan hay chưa. Và sơ gan này về lâm sàng không nói nếu mà bệnh nhân bất thường, nhưng khi bệnh nhân còn buồn, cái tiêu chuẩn họ dùng là Aspirin và Spiroscan. Thì tôi có xuất bản cái cuốn về đánh giá sơ hóa gan và tôi biết rất kỹ về vấn đề Aspirin và Fibroscan. Các chị nào mà chưa có, tôi mới lấy bản bắt đầu tháng vừa rồi, cũng cần hết rồi. Nếu mà chị có nhu cầu thì liên hệ của quân đội hoặc là thằng lâm sàng ở trên lầu này của chúng ta có thể có tài liệu chúng ta tham khảo thêm. Thì cái này cực kỳ quan trọng với chị ha. Cho dù chúng ta là bác sĩ gia đình đi chăng nữa, khi chúng ta tiếp cận bệnh nhân có viêm gan B, cái đầu tiên chúng ta phải đánh giá xem bệnh nhân sơ hóa như thế nào, đã sơ gan chưa nha. Và cái fibroscan mọi nghĩa là chỉ cần lớn hơn 11 kPa thôi là đã sơ rồi. Trong khi tất cả các phòng xét nghiệm đã về kết quả chúng ta phải trên 12.5 mới trả lời là sơ gan, nhưng guideline thế giới trên 11 kPa coi như là sơ gan rồi. Và tiếp cận đầu tiên là sơ gan hay chưa, nếu có sơ gan là tiến hành trị luôn, bất chấp men, bất chấp nồng độ. Nếu không có sơ gan chúng ta xem tuổi. Nếu trên 30 tuổi mới chỉ kèm, để ý nha, trên 30 tuổi là bắt đầu xem xét điều trị rồi. Men gan không đòi hỏi trên 2 lần đâu, chỉ cần trên giới hạn bình thường, tức là nữ trên 19, nam trên 30, kéo dài là chỉ có gì điều trị rồi, dựa vào nồng độ. Cho dù nồng độ của nó là nồng độ, đây là nồng độ của nó để điều trị là trên 2.5 mg/L. Kết quả ISO tức là của châu Âu mới nhất 2017 và của Tổ chức Y tế Thế giới 2015 là nói gì về sơ gan. Bệnh nhân sơ gan còn bù hay mất bù cần điều trị ở bất cứ ngưỡng nào của HPV gan, tức là người ta chỉ cần phát hiện được thôi và bất chấp men gan, nó chỉ như evidence là level 1 và recommendation là level 1, tức là khuyến cáo rất là nặng. Do đó rất là buồn là trên thành lâm sàng chúng ta gặp khá là nhiều bệnh nhân đến với chúng ta là đã sơ gan rồi nhưng men gan bình thường, không có triệu chứng, bác sĩ không điều trị theo dõi thời gian phát hiện ra bệnh ung thư, sợ vô cùng như mấy chị. Thật ra luôn luôn nhớ trong đầu, đối với bệnh nhân cho mạng tính B hay C hay bất cứ bệnh gì, bên cạnh nguyên nhân cái quan trọng để mấy chị tiếp cận đó là sơ hóa. Khi bệnh nhân sơ hóa F3, F4 tức là sơ hóa nặng là nguy cơ ung thư, phải nói cho mình biết là phải tầm soát ung thư từ 6 tháng cho mấy chị ha. Cái đó quan trọng lắm. Của Abaso năm 2015, mấy chị để ý cái hướng dẫn của nó. Bây giờ nó sẽ có một cái mới, mặc dù 2015 nó public vào 2016, mấy chị để ý cái đầu tiên. Sơ hóa trên 11 kPa, Aspirin trên 2 là sơ gan. Nha, không phải là 12.5. Thật ra khi đọc cái fibroscan á, trong sách thì tôi ghi rất là kỹ, đọc cái gì không phải nhảy vô là đọc là ép thấy đâu. Phải đọc xem cái kết quả của mình đó, nó có đúng không, họ làm có chính xác không, dựa vào cái EQNMS và success rate. Sau đó đánh giá xem là nó là bao nhiêu kilopascal. Nếu nó trên 11 kilopascal kháng hay là F4 trị liều, đừng có nhìn vào kết quả họ đến 12.5 nữa. Đặc biệt viêm gan B, viêm gan C 11 kilopascal là F4 rồi đó. Và chúng ta phải tầm soát ung thư và HCC. Đối với sơ gan mất bù, HPV, HPV DNA phát hiện là điều trị bất chấp men các chị ha, không cần giải phẫu bệnh luôn. Sơ gan mất bù thì ở châu Á chúng ta là trên 2.000 đơn vị nếu men gan bình thường, và nếu men gan chỉ cần hơn giới trị bình thường thì chúng ta điều trị luôn dù HPV DNA là bao nhiêu, và nên là sơ gan mất bù trị hết. Sơ gan rồi HPV DNA phát hiện được là trị luôn nha. Và họ nói họ dùng và họ đánh giá bằng phương pháp xâm nhập này. Có một cái mà trên lâm sàng đôi khi bị sót, đó là bệnh tái phát nặng của viêm gan.
khi mình được gọi là reactivation, cái chỉ thế sẽ men gan tăng lên hơn 5 lần, chỉ cần 5 lần thôi. Là đàn ông chỉ khoảng 1 tuổi trở lên, phụ nữ chỉ khoảng có 1 tuần nào trở lên là đã là reactivation rồi. Và reactivation đó, trong trường hợp đó nó phải mức rất mạnh. Do đó chúng ta định lượng HBA nó không đạt. Tiêu chuẩn của chúng ta đâu HBA có khi nó dưới 2000 bệnh viện, thậm chí HBA nó âm luôn. Nhưng reactivation bắt buộc phải điều trị kháng virus. Mấy chị thấy cái gan tăng vọt lên, bệnh nhân đang điều trị đúng thuốc ha, hoặc là có độ kháng thuốc men tăng lên, thử HBA không tăng lên thì không ra một nguyên nhân nào khác để tăng men gan, thì điều trị như là có reactivation phải điều trị kháng virus nha. Và những bệnh nhân này nếu nó qua được cái giai đoạn tức là đợt bùng phát thì lúc đó không bị suy gan thì cái khả năng là thải trừ HBE nó rất là tốt, các bệnh nhân có thể thải trừ rất là tốt. Đây là cái gì để mình phải để ý và điều trị ngay lập tức nha, điều trị ngay lập tức chứ không phải chờ đâu. Chẩn đoán reactivation là điều trị luôn, không chờ nồng độ HBE đi nồng độ bao nhiêu cũng kỹ hết. Với điều kiện cái men gan đó cũng không tìm ra một nguyên nhân nào khác ngoại trừ do suy B tái hoạt ha. Tóm lại chỉ để điều trị viêm gan B mạng, tóm tắt thứ nhất là sơ gan còn bụng hay mất bụng, cho dù còn bụng hay mất bụng có gì được, đặc biệt còn bụng với chỉ số F3 fibroscan trên 1 kPa, bất chấp men, bất chấp HBE, bất chấp HBE là bao nhiêu. Nếu bệnh nhân này tôi đánh giá không phải là F4, tức là không phải sơ gan trên 30 tuổi là có vấn đề. Trên 30 tuổi tôi thấy men gan nó chỉ cần trên giới hạn bình thường kéo dài thôi, tầm độ cao trên 20.000 đơn vị. Bất kể HBE, men gan bình thường hay là men gan bình thường HBV cao, HBE dương thì nó chỉ điều trị. Cái chỗ này nó có cái vấn đề gì thì đó là dễ chứ. Trên 30 tuổi men gan có thể bình thường hoặc là bất thường lớn hơn chút thôi, nhưng tầm độ cao nó chỉ trị hết được. Ha? Hồi đó mình chờ gì đó chị, chờ men gan trên 2 lần, có đúng không? Chờ men gan bệnh nhân hay là thật là mình đánh giá sơ qua bệnh nhân F2 và lên giờ thì luôn hỏi F2, F3 cũng có thể tiêm được thôi. Trên 30 tuổi là cái chuyện phải thì được điều trị. Cái lai bây giờ nó cắt xuống có 30 tuổi thôi. Còn dưới 30 tuổi thì an tâm. Dưới 30 tuổi thì mình theo đúng tiêu chuẩn, tức là E dương thì men phải trên 2 lần, một độ phải trên 10 bình thường, 20.000 đơn vị trên lít. E âm thì chúng ta men gan trên 2 lần, một độ phải gì? Trên 2.000 đơn vị. Dưới 30 tuổi thì an tâm lắm, trên 30 tuổi là có vấn đề. Lưu ý tiền căn gia đình có một gì định nữa. Gia đình có tiền căn ung thư hoặc sơ gan mà có một cái biểu hiện ngoài gan thôi, chúng ta điều trị không quan tâm đến tiêu chuẩn nữa nha. Thì ta chúng ta thấy là sắp tới với những guideline này chúng ta sẽ sắp tới tụi tôi sẽ biết là guideline viêm gan B đó, thì mấy chị sẽ thấy cái chuyện điều trị viêm gan B gì nó rộng lắm, nó phải đi trước đây đâu ha, tránh cho bệnh nhân khi đến sơ gan hoặc ung thư gan. Bây giờ tôi nói sơ qua về sơ hóa gan, một số chị có sách rồi đó thì các chị có thể đọc thêm trong đó. Về sơ hóa gan nó chỉ xuất hiện cho bệnh nhân viêm gan mãn thôi, cấp không bao giờ có sơ hóa nha. Cấp bên nền mãn không làm sơ hóa thì cấp bên nền mãn nó sẽ làm sơ hóa, làm cái chỉ số đánh giá nó cao hơn, nó đánh giá sơ hóa không không đúng. Thành ra trên bệnh nhân mãn tính chúng ta mới đánh giá sơ hóa. Còn 4 giai đoạn theo delta vir vậy là F1 thì F4 F4 là sơ hóa này, F4 là sơ hóa là advanced fibrosis, tức là sơ gan rồi đó. Khi fibroscan trên 1 kPa nó chỉ là F4 là sơ gan, F3 là sơ hóa nặng, F3, F4 là hai cái thằng sẽ đưa đi ung thư. Nguy cơ ung thư rất cao, thì nó phải theo tầm soát bệnh nhân. Nếu F0, F1 là ok, F2 là ok, đúng không? Nhớ hai cái từ sơ hóa và sơ gan. Hồi cái fibroscan mới ra đời thì người ta sẽ sai từ, người ta chẩn đoán sơ gan F1, sơ gan F2, bệnh nhân nào sơ gan F1. Sau khi làm để bệnh nhân nào khác mình đưa qua sơ gan F1 rồi, không có sơ gọi là F4. Mình ta nhớ hai cái từ đó là fibrosis là sơ hóa và sơ gan là cirrhosis là F4 ha. Đây là cái máy fibroscan. Thường thường á, mình mua về cái máy về á, chỉ lo cái đầu cho F1 thôi. Vừa rồi tôi sáng tôi cho bệnh nhân đi làm fibroscan thì được, bệnh nhân mà mập á, BMI 28, lớp mỡ bụng dày là thua, không làm được fibroscan, cần đầu dò XL ha. Nhưng mà cái ác phim thì làm được. Thì mấy chị để ý, người nhỏ con, trẻ em, bạn nhân sự hẹp phải dùng đầu dò S. Người bình thường thì em BMI 28 phải dùng đồ dò XL. Và trên cái máy fibroscan khi các chị đọc nó có những cái chỉ số như thế này. Đầu tiên các chị kiểm cái success rate phải trên 60%, kiểm EVNS phải nhỏ hơn 30%. Hai cái thằng này đạt tiêu chuẩn mới đọc tiếp, còn hai thằng này chỉ một trong hai thằng có vấn đề là coi như kết quả không có lại bắt cho mình làm lại. Sau khi check success rate EVNS rồi, các chị nhìn vào đây có hai cái màu. Một số máy thì họ chỉ làm fibroscan để chỉ làm cái độ cứng của gan thôi, thì E là cái tắc của elastography, thì khác để làm cái đo lượng ở trong gan.
khi mà những cái E là 5,6 kilopascal là kết quả trung bình của 10 lần đó, 5,6 tương đương với là F1 nha, F1. Còn những cái cát này, cái cát này là đánh giá được mở. Bây giờ cái FibroScan kết quả hầu hết hiện nay họ sử dụng cái này 7.5.5 thì 2 năm thì nhớ lắm để phân biệt F2, F3, F4 nha. 12.5 các chị nhớ hồi đó đến giờ sử dụng 12.5. Bây giờ gai lan nó kéo xuống thì một là sơ gan rồi, các chị để ý đó, gai lan cũng nhớ đó. Tuy nhiên hiện nay hầu hết máy FibroScan nhập về bây giờ họ sẽ đọc theo cái này, mỗi nguyên nhân sẽ có cái cách off khác nhau nha, cái đó chị kể nó, hỏi nhớ đi, nguyên nhân nào trên 12.5 cứ trên 9.5 là F3, trên 12.5 không phải là viêm gan BC là F4, còn viêm gan B là F1. Nhớ vậy đi, còn người ta trả lời bao nhiêu kể người ta, đừng có theo, nhiều lúc nó không có đúng đó. Thành ra cái mình đọc á là mình đọc kilopascal nha, rồi mình đọc thêm cái cát nữa, trong cái cát đó nó sẽ trả lời là S0, S1, S2, S3 thì mình sẽ biết được cái độ nhiễm mỡ. Thành ra khi làm FibroScan nó được cái ưu điểm gì? Thứ nhất, được độ nhiễm mỡ. Thứ hai, được sơ hóa những cái không được là gì? Bán bụng là không được. Thứ hai nữa là gì? Mập thì cần cái đầu dò khác. Thứ ba, không thấy được cái siêu âm B1, không thấy được cái hình ảnh gan gì hết á, thấy được cái A1 và TM1 thôi ha. Cái FV là cái dễ tính nhất với anh chị. Bằng cái công thức này thì có cho ví dụ đó. Nhưng cái cách off của FV là tôi có biết ở trong cái guideline của điều trị viêm gan C, các chị phải để ý cái FV. Cái F3 của nó, cái cut off của nó, nó chỉ là cái meta analysis của nó dựa ở đây này. Thì á, các chị nhớ cái bạn bên này nè, nếu nó dưới 0.5 là tôi đưa ra sau khi tôi tổng hợp hết các nghiên cứu, dưới 0.5 là F1, F1. Từ 0.5 đến dưới 1 là F2, 1 đến dưới 2 là F3, 4 trên 2 gần như 90% là F4. FV tính dễ không? Chỉ dựa vào hai chỉ số thôi, hưởng AST và gì? Số lượng tiểu cầu tôi đã cho các chị có ví dụ đó, về nhà các chị đọc thêm. Tuy nhiên trên lâm sàng nhiều lúc có giờ cầu tính nữa, mặc dù tính có cộng đường nhưng chỉ có chút xíu à, nên chị nhìn nhà dễ nhất khi chúng ta chưa làm FibroScan. Nhìn vô thấy AST lớn hơn ALT, bình thường AST nhỏ hơn ALT, nhìn qua tiểu cầu thấy tiểu cầu dưới 150.000, khả năng nó là sơ gan rồi đó. Một số guideline mới họ đưa tiểu cầu của châu Âu, nó đưa tiểu cầu dưới 160.000 thôi. Cho nên chị nhìn nhanh nhất khi chúng ta chưa tính, chưa làm FibroScan, chị nhìn thấy AST lớn hơn ALT, nhìn qua tiểu cầu thấy dưới 150.000 khả năng là sơ gan rồi, cho đi làm FibroScan tính F3 các chị ha. Để cái sơ gan còn bụng các chị cực kỳ khó chẩn đoán trên lâm sàng, hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, không có triệu chứng gì đâu các chị, như một người bình thường vậy đó nha. Men gan bình thường, albumin bình thường, bilirubin bình thường, có gì bình thường hết á, lâm sàng hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng đâu. Đây là cuốn sách của tôi đưa tay cả dạy 140 trang viết về sơ hóa gan, trong đó viết nhiều quá sâu lắm, đọc nhiều bên lật ra đọc ngay cái FV FibroScan thôi ha. Khi nào có thời gian chúng ta đọc thêm. Chúng ta có bước thứ ba, ai là người điều trị? Những bệnh nhân có chỉ định điều trị là bị những chỉ định hồi nãy mình nói đó. Ngoài ra có những cái đối tượng đặc biệt chúng ta phải có chỉ định khác một xíu. Trên bệnh nhân hóa trị hay điều trị thuốc ức chế miễn dịch, rét như các chị xài sử dụng prednisone liều ức chế miễn dịch 40mg một ngày, bắt buộc mấy anh chị phải gì? Kiểm tra xem có những suy hay không, và điều trị là điều trị gì? Phòng ngừa cho dù chưa có chỉ định. Thứ hai, trước và sau khi điều trị HCC là bắt buộc phải điều trị nếu không có bệnh hai dương. Phụ nữ mang thai và trẻ em thì sẽ thấy có những cái chỉ định khá là mới cho năm 2017. Đây là guideline của châu Âu năm 2017. Những bệnh nhân ở 3 tháng đầu tiên của thai kỳ phải tầm soát HBSAG. Những bệnh nhân mà trong lứa tuổi mang thai không có sơ hóa đáng kể. Không sơ hóa thì có đáng kể là bao nhiêu đó chị? Là từ F2 trở xuống, từ F3 trở lên là sơ hóa nặng rồi. Muốn có con trong tương lai thì phải gì? Thì có thể là chậm trễ điều trị so đến khi em bé sanh ra. Tại vì thấy F2 dưới F2 mà còn nhẹ lắm sao, cứ cho họ sanh đi, sanh xong rồi mình có thể trị ha. Nếu như có chị ở bệnh nhân sơ hóa nặng, tức là các chị thấy F3 và F4 ha, thì nên điều trị bằng TDF, tức là điều trị bằng tenofovir. Nên chị thấy không, cái sơ hóa quan trọng vô cùng, bất chấp men các chị nên điều trị tenofovir. Bệnh nhân có thai mà đang điều trị bằng thuốc kháng virus thì tiếp tục TDF được không ngừng. Bệnh nhân đang điều trị TDF tenofovir bị có thai và yếu thuốc ha, tiếp tục điều trị không ngừng thuốc cho dù tháng thứ nhất, tháng thứ hai cũng phải tiếp tục điều trị. Còn nếu bệnh nhân mà lỡ đang xài entecavir thì bắt buộc phải ngưng entecavir và chuyển sang tenofovir.
tất cả bệnh nhân có hai có mũi HPV là trên 200.000 đơn vị là chỉ thấy chỉ có là 2 nhân 10 mũi 5 thôi nha. Hồi xưa là nó bắt 2 nhân 10 mũi 7, bây giờ có hai á, có 2 nhân 10 mũi 5, cho dù men gan hoạt động bình thường hoặc nếu không thử được HPV là có mũi HPV sau đây trên lông bố, tức là có thêm cái HPV sau đây này, thì điều trị phòng của TDS và thời gian bắt đầu bị là từ tuần lễ thứ 24. Trước đó là bắt đầu, trước đó gây ra là tuần lễ thứ 28, bây giờ nó rút ngắn xuống có thể từ tuần lễ thứ 24 rồi. Mấy chị thấy tháng thứ 6 là đã phải điều trị cho bệnh nhân rồi. Và điều trị như thế nào? Điều trị luôn cho đến khi sanh, sanh xong vẫn trị cho đến 12 tuần sau khi sanh, đánh giá lại nếu thấy không có chuyện điều trị thì ngưng thuốc. Chứ không phải điều trị đến lúc bệnh nhân sanh cho bệnh nhân nghỉ ra để cho con bú rồi, không có rồi. Bây giờ một cái mới rồi này, cho con bú không chống chỉ định trên bệnh nhân chưa điều trị mà bị nhiễm CVP hoặc bệnh nhân đang sử dụng TDS để phòng ngừa, có nghĩa là đang sử dụng TDS vẫn cho con bú thoải mái không có gì hết. Đó là một cái rất là mới. Hồi trước là gì, mình điều trị đến khi sanh mình muốn cho con bú bắt ngừng thuốc đúng không, mình cho con bú rồi sau đó mình mới cho uống lại. Bây giờ đã uống là uống luôn cho đến sau khi sanh thì 2 tuần đánh giá lại và bệnh nhân vẫn cho bú bình thường. Hồi trước đây họ cho uống con bú cho uống thuốc đầu vì họ sợ cái TDS có qua sữa. Bây giờ có ai là họ làm như thế nha, mấy chị biết thì rất là nhiều bệnh nhân khi ngưng TDS nó bùng phát lên và nó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và con luôn đó. Đó là những cái mới mấy chị. Rồi vấn đề hóa trị cái này quan trọng và rất là nhiều bác sĩ họ không để ý, những đặc biệt là những người không phải chuyên khoa tiêu hóa ăn đâu. Tất cả bệnh nhân phải điều trị hóa trị điện học sử dụng quốc tế thuốc điều trị bắt buộc phải thử mặt cơ HPV, đó là HBsAg trước khi sử dụng thuốc chế miễn dịch. Và tất cả những bệnh nhân mà HBsAg dương tính bất chấp men gan, bất chấp HPV na dù có ông đi chăng nữa, chỉ cần HBsAg dương tính thôi là phải điều trị phòng ngừa bằng entecavir hoặc tenofovir ha, hoặc là một cái thuốc mới là TAS, là một cái thuốc tiếp theo mình sẽ nói trong vấn đề điều trị phòng ngừa. Và điều trị bắt đầu như thế nào đấy chị? Nếu không thể trì hoãn được thì điều trị cùng lúc với điều trị ức chế miễn dịch, tức là hóa trị ung thư. Còn nếu chúng ta có thể trì hoãn thì chúng ta có thể gối đầu trước 1-2 tuần nha, chứ đừng có nói là bệnh nhân này đang bị nhiễm B phải lo điều trị cái này trước mà ung thư dời lại còn không có dời. Nếu cần điều trị ung thư là điều trị luôn kết hợp cả hai. Ở bệnh nhân HBsAg mà âm á, mà ăn tinh HBC nó dương á, thì vẫn phải điều trị phòng ngừa HPV nếu bệnh nhân là có nguy cơ cao và tái hoạt. Nếu bệnh nhân là có nguy cơ cao tái hoạt, tức là sử dụng một số thuốc ức chế miễn dịch, đặc biệt là hóa trị điều trị lymphoma, cho dù HBsAg âm chỉ có anti HBs dương thôi là đã phải điều trị phòng ngừa rồi. Cái này hơi đi sâu nên chúng ta đọc thêm. Khóa thứ tư điều trị như thế nào? Nên chỉ biết chúng ta có khá là nhiều thuốc là được FDA đồng ruột ha, mấy cái này sẽ biết hết ráo rồi. Bây giờ cái tỷ lệ kháng thuốc, kháng thuốc hiện nay chỉ có 2 thứ thuốc là kháng kích thôi, là entecavir, tenofovir. Lami và adofovir kháng khá là nhiều theo thời gian, do đó thuốc chọn lựa đầu tiên không phải là lamivudine. Nếu chị ở đặc biệt tuyến cơ sở này, ở tuyến quận mấy chị cứ xài lamivudine, nhưng chị có biết mỗi lamivudine cứ xài hoài nó không được quy định nữa, chọn lựa đầu tiên vẫn là tenofovir, entecavir hoặc chất mà hầu như thuốc về alpha chúng ta không cần xài nữa rồi. Chúng ta chỉ còn 2 thuốc chọn lựa thôi là tenofovir và entecavir. Trong tenofovir bây giờ đã xuất hiện một cái thuốc đã có mặt ở thị trường Việt Nam, đó là TAS. TAS là một cái thuốc cũng là tenofovir nhưng nó không độc cho thận. Nó được chỉ định cho bệnh nhân 60 tuổi, nếu bệnh nhân có bệnh xương mới chỉ nhớ những cái thuốc gọi là điều trị viêm gan B đều có nguy cơ hết. Nguy cơ đầu tiên là loãng xương. Do đó những bệnh nhân nào mà có bệnh lý về xương ha, có tiền sử gãy xương, loãng xương thì mấy chị nên chọn entecavir hoặc sử dụng TAS. Hoặc vấn đề thận, khi mà độ lọc cầu thận dưới 60 ml trên phút thì mấy chị nên chuyển sang entecavir hoặc TDS hoặc là TAS, chứ đừng có giảm điện chi hoặc là có những cái dấu hiệu khác ha. Đây là cơ chế hoạt động của TAS. Cái TAS, tenofovir thì nó phải chuyển hóa, nó chỉ còn TAS này nó sẽ đi thẳng luôn vào trong tế bào lympho C để nó ức chế HIV hoặc là ức chế HPV luôn. Do đó cái khi nó thải qua cái tế bào, nó thải qua ống thận này á, không có nhiều, do đó nó không có gây độc thận. Trong khi cái thằng cũ của mình á thì nó thải rất là nhiều qua ống thận, nó chỉ thấy bên này có tí xíu ở bên này thải quá trời luôn, do đó nó ảnh hưởng đến cái vấn đề chức năng thận của chúng ta và nó có ảnh hưởng đến vấn đề xương nữa. Như vậy tóm tắt cuối cùng, tối thường có 2 cái việc nhớ phải làm
HBBDNA nếu trên 20.000 đơn vị, tức là rút ngắn xuống 1.2 × 10^5 cho đó, hay HBSAD biết chỉ định lượng lớn hơn 4/10 biết chỉ phải điều trị dự phòng ở thai kỳ thứ 24 thì rút ngắn lại đi tháng thứ 6 và điều trị liên tục luôn cho đến sau sang 12 tuần. Nếu bệnh nhân này là F3 F4 là điều trị luôn, điểm ngưng khỏi ngưng luôn, điều trị xuống luôn. Nếu bệnh nhân đang điều trị thì tiếp tục điều trị không ngưng thuốc, đang điều trị lỡ có thai là tiếp tục luôn không ngưng TDF, và điều trị là một thuốc duy nhất đó là TDF, chưa có khuyến cáo sử dụng TAF, không sử dụng Entecavir và TDF, TDF chưa có khuyến cáo nên chỉ vẫn sử dụng là TDF và Entecavir đó. Về vấn đề cho con bú không chống chỉ định bú sữa mẹ khi mẹ chưa điều trị, tức là bệnh nhân này mình phát hiện là HBSAD dương, chưa điều trị gì hết, đến với mình trong giai đoạn cho con bú thì vẫn cho bú bình thường, hoặc đang điều trị và Entecavir thì vẫn cho con bú bình thường. Ở bệnh nhân hóa trị học dùng thuốc ức chế miễn dịch thì chúng ta nên điều trị phòng ngừa khi HBSAD dương, có nghĩa là chỉ cần HBSAD dương thôi, không cần men, không cần HBNA, cho dù nó âm hết men bình thường vẫn phải điều trị phòng ngừa. Hoặc HBSAD nó âm nhưng ăn đi HBSAD dương đối với một số trường hợp có nguy cơ tái phát cao. Như vậy chúng ta phải thử luôn cả HBSAD và thử luôn gì mấy chị, anti HBS để chúng ta có thể tiết ngừa và luôn cả anti HBSAD nhỏ nha, anti HBSAD nhỏ. Và thuốc chọn lựa đầu tiên là TDF, TAF và Entecavir. Pentacaron vẫn có trong tất cả guideline, tuy nhiên ở chúng ta hiện nay theo cái kiểu của sự chuẩn bị rất có hiệu quả, chúng ta có thể là mình không sử dụng thuốc chích. Vấn đề theo dõi, vấn đề theo dõi là vấn đề của các chị nè. Đối với cái chưa điều trị thì theo dõi cái gì? Theo dõi men gan 13-6 tháng. Thường là 6 tháng, nếu mà chúng ta thấy cái men gan nó bắt đầu có khuynh hướng rồi nó không ổn thì chúng ta 3 tháng, HBG-TAN 6 tháng. ABC của mỗi 6 tháng, đánh giá sơ hóa gan mỗi 6 tháng. Mấy chị ha, làm F3 là FibroScan hoặc F3. Trong quá trình điều trị, nếu mà điều trị thì theo cái gì? Theo dõi men gan, theo dõi HBV-TA khuyến cáo mỗi 3 tháng lần đầu, sau đó mỗi 6 tháng. Nhưng thực tế HBV-TA nó mắc tiền quá nên chưa theo dõi men mỗi 6 tháng, nhưng HBV-TA có thể là mỗi 6 tháng. Reality của lọc bằng thận phải theo dõi mỗi 3 tháng trong năm đầu, sau đó mỗi 6 tháng nếu chúng ta sử dụng TDF và Adiphobia. Chúng ta phải làm được vấn đề xương, vấn đề loạn xương, đo loạn xương mỗi 3 tháng như những gì nếu điều trị TDF nha. Nếu chúng ta sau mỗi 3 tháng chúng ta thấy là gì? Cái nguy cơ loạn xương ngày càng tăng, thì chuyển qua TAF, chuyển qua Entecavir, cái đó là vô gai lai rồi đó. Bắt buộc tầm soát HCC mỗi 6 tháng hoặc AFP xương mỗi. Đối với HBE, anh ký HBE thì các chị làm mỗi 6 tháng khi HBNA âm, đối với HBE dị âm, E dương. HBSA các chị làm mỗi 12 tháng khi HBNA dưới ngưỡng phát hiện. Sau khi chúng ta ngưng, khi chúng ta đạt tiêu chuẩn ngưng rồi, chúng ta theo dõi hàng tháng. Trong 3 tháng đầu thì chúng ta sẽ bị activation. Nhưng thực sự các chị 3 tháng là các chị đã làm ít khi các chị làm mỗi tháng. Sau đó mỗi 3 đến 6 tháng. Còn khi nào ngưng thuốc, các chị sẽ thấy cái gì? Quy định mới, những loại thuốc cũng mới lắm. Của ASEAN, của Mỹ, của châu Âu, của châu Á Thái Bình Dương. Chúng ta mong muốn, chúng ta khi HBSAD âm với điều kiện HBV-TA phải âm ở cái ngưỡng phát hiện thấp nhất thì mới được dùng thuốc để tránh trường hợp bệnh nhân này bị đột biến S, mất S nhưng HBV-TA vẫn dương. Đối với bệnh nhân HBE dương thì chúng ta ở bệnh nhân không sơ gan nha, sơ gan là điều kiện long term luôn, không có ngưng. Bệnh nhân không sơ gan sau khi chuyển đổi huyết thanh, tức là xuất hiện anti HBE, HBE âm, nồng độ HBV-2 dưới ngưỡng phát hiện trên một năm nên chỉ chúng ta có thể ngưng. Còn tốt nhất ABASOL 2016 là 3 năm. Châu Á của chúng ta sau khi chuyển đổi huyết thanh hồi đó thì còn đang có điều kiện là 3 năm mới ngưng nha, đó là của châu Á hay là chưa. Đối với HBE âm, ABASOL 2015 đã thực sự nó xuất bản 2016. Có thể ngưng sau 3 năm với 3 lần HBE-DNA dưới được phát hiện 3 lần cách nhau 6 tháng. Có nghĩa ơ âm thì chúng ta có thể điều trị 3 năm liên tục. Sau đó chúng ta thấy là HBE-DNA nó âm rồi, làm thêm 6 tháng nữa, cứ cách 3 lần 6 tháng nữa chúng ta thấy nó âm thì chúng ta có thể ngưng thuốc. Nhưng khi đó ngưng thuốc rất nguy hiểm, có thể tái phát. Đối với Mỹ, không ngưng. Mỹ nó tùy thuộc vào yếu tố cân nhắc hay là cái mới của nó nè. Cái cũ của nó là không cho ngưng đâu, bây giờ nó bị tùy thuộc vào nguy cơ tái lập. Nếu người này gia đình có tiền căn ung thư, có tiền căn sơ gan, bệnh nhân này đã thường xuyên có bệnh tinh tái lập không ngưng, duy trì luôn không có ngưng gì hết, hoặc là bệnh nhân này là mất bù, tức là sơ gan rồi không ngưng, đã có nguy cơ ung thư, điều trị long term therapy không ngưng, mình chỉ cân nhắc khi bệnh nhân không có những yếu tố này và họ không có tiền để điều trị nữa thôi, cái chi phí của nó đó nha thì mình mới ngưng thôi.
ISO 2017, HBBDNA không phát hiện được trên 3 năm, không có sơ gan và không và có điều kiện thèm thật sát, tức là khi cung ngưng, bệnh nhân phải có điều kiện thèm và thật sát thì cũng được ngưng. Như vậy, lần đầu tiên ISO nó cho phép bệnh ngưng trên bệnh nhân HBBDNA thì dừng âm. Khi trước đó cho nên là bị bệnh cho ngưng nó bắt đầu hoại. Còn nếu bệnh nhân này là sơ bệnh thư như mấy chị, điều trị long term therapy suốt đời luôn, không có gì, không có ngưng đâu, từ khi HBS ở đây nó âm thôi nha. Rồi vấn đề kháng thuốc. Vấn đề kháng thuốc thế nào gọi là kháng thuốc? Thì nó được nghĩa kháng thuốc nè. Đầu tiên là kháng thuốc nguyên phát, tức là tôi điều trị bệnh nhân 3 tháng sau tôi được ngừng lại, đồng bộ HBA giảm dưới 1 lóc, tức là dưới 10 lần trong vòng 3 tháng thì gọi là kháng thuốc nguyên phát, Ramorin. Còn kháng thuốc thứ phát tôi đang điều trị ngon là vậy đó, đang xuống ào ào tự nhiên 3 tháng sau nó tăng lên hơn 1 lóc là kháng thuốc thứ phát. Tất cả những trường hợp này được coi như là kháng thuốc các chị ha. Và trong những trường hợp đó các chị phải làm test kháng thuốc nha. Trường hợp không có thì các chị phải đánh giá cái thật, luôn luôn phải đánh giá thật lại, tức đánh giá cái tuân thủ bệnh nhân á trước khi tuyên bố kháng thuốc. Một cái kinh nghiệm chia sẻ với chị, mấy chị đang điều trị ngon là men gan đang bình thường, tự nhiên thấy mật độ HBA nó tăng hơn lắm, mấy chị làm gì? Mấy chị đổi thuốc hoặc thêm thuốc không, không có đâu. Mấy chị cho đi làm một nơi khác, ví dụ mình đang làm ở chỗ này mình thấy vậy, chỗ khác là xịn hơn ha, có cái sự phát hiện sớm hơn tự nhiên nha. Từ từ bình tĩnh, khoan đánh giá người ta kháng thuốc đầu tiên là check xem họ có uống thuốc đều đặn hay không, thứ hai là một cái test nữa ở một cơ sở khác và phương pháp gì cô bác sát mà phương pháp xịn á, phát hiện dưới 15 đơn vị á, xem có âm hay không. Rất nhiều trường hợp nó âm tức là xét định sai. Trường hợp không có làm được cái HBBNA, tôi không làm được, tôi không biết thì sao nó có bị có ra có thất bại hay không, thì tôi sẽ đánh giá kháng thuốc khi bệnh nhân này sử dụng những thuốc như lamivudine, như là adefovir, tức là cái lượng kháng thuốc rất là cao. Và vấn đề bệnh nhân này tuân thủ kép hoặc xét nghiệm cho thấy men gan nó tăng lên hoặc đánh giá sơ hóa thì bệnh tiến triển, thì không có phương tiện để đánh giá HBA thì tôi vẫn coi như là kháng thuốc. Nhưng cái này không xuất hiện ở Việt Nam, ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh mình hầu như kiểu nặng là cũng có HBA hết nha. Theo ai bao giờ 2015 khi kháng thuốc nó chỉ làm gì, đây là cách đổi dễ lắm, không có gì là nó hết, có một cái nhóm là đi chung với enter adefovir TDS ha, hoặc là ATAS chung với adefovir, cứ kháng hàng ngày thì thêm cái thằng nhóm khác vô, ví dụ kháng lami thêm tenovo hoặc là adefovir vô hoặc là chuyển sang tenovo, nên chỉ cứ theo cái quy tắc đó mà làm. Tuy nhiên cái adefovir nó đỡ cái là gì, tenovovir nó đỡ cái là gì, cho dù kháng adefovir cùng nhóm với TDS, tenofovir, nhưng mình cũng có thể chuyển sang gì, tenofovir được luôn. Nên chị về mình chị tham khảo khi nào kháng cái thuốc mình phối hợp thêm switch là chuyển qua luôn, S là thêm luôn. Vùng châu Âu 2017 không có gì khác hết, nó cũng vậy thôi, khá là thêm luôn sao, như thế nào đấy chị về thêm. Đặc biệt, đa kháng thuốc. Đa kháng thuốc thì chỉ còn bước cuối cùng để phối hợp đó là ketamine phối hợp với TDS hoặc là TAS thôi. Nên chị thấy trong này không có xuất hiện của MPC, cái nhóm thuốc mà hồi đó phối hợp là MPC thì cái lâu đó tôi không xài, nên tôi quên không tên, không có cái bài học của nó nữa nha. Chỉ có Enter và Telocopia thôi. Đó là toàn bộ cái bài của điều cập nhật điều trị viêm gan B.